khi mà Hương tới Cần Thơ thì Hương đi ba rạp để đi cine tour của phim Sớm Chọn 3D. Và nhờ phim Sớm Chọn 3D có cái tour khán giả Cần Thơ của Việt Hương rất là nhiều, giả Cần Thơ và xung quanh. Chị Hương ơi, qua em coi phim chị rất là ngầu, ngầu á. Vậy hả? Và nó về phim chị liền luôn. Vậy hả? Em coi ngầu á. Vậy hả chị? Nhưng mà em coi hôm qua, em coi ở Jurassic Mall ở quận 7 á. Vậy hả? Hay không? Hay lắm luôn chị, ngầu quá. Bây giờ á là chúng tôi đang có mặt ở CGV ở Vincom Plaza Ninh Kiều. Hôm nay thì đây là cái điểm thứ ba đoàn đến rồi. Đây bạn này á là một bạn khán giả, hai bạn này hai bạn khán giả của gần như là rất là yêu thương nghệ sĩ, tất cả các nghệ sĩ từ nghệ sĩ lão thành.